Lời Chúa trong sách các vô quyển thứ nhất. Một hôm khi Giao Rốc An từ Jerusalem đi ra thì dọc đường gặp muôn sứ Antia người Siro. Ông này có một chiếc áo tròn mới, lúc ấy chỉ có hai ông ở ngoài đồng. Ông Antia lấy chiếc áo tròn mình đang mặc sẽ ra là người hải ngoại. Rồi ông nói với Giao Rốc An, anh cầm lấy mười mảnh vì Đức Chúa. Nói với vì Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán như sau: này ta sẽ vương quốc gọi Thiên Chúa Israel phán như sau: này ta sẽ vương quốc gọi khỏi tay Sa-lô-môn để trao cho mười chi tộc, nhưng nó vẫn còn được một chi tộc vì David tôi tơ ta và vì Jerusalem thành đô ta chọn trong tất cả chi tộc Israel. Thế là Israel ly khai ở nhà David cho tới ngày nay. Đó là lời Chúa. Chính ta là đường để chúng ngươi, hãy nghe ta cảnh cáo. Chính ta là đường để chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh báo. Ngươi đừng đem thần ngà về nhà, thần ngoại bang chớ hề cũng bay. Chính ta là đường để của ngươi, ta đưa ngươi lên từ miền Ai Cập. Chính ta là thượng đế của ngươi, hãy nghe ta cảnh báo. Nhưng dân ta đã chẳng nghe lời Israel, nào đâu có chịu ta đặng mặt họ lòng chay dạ gan, muốn đi đâu thì cứ việc đi. Chính ta là Thank you.
mà cái đó chắc là họ chỉ lấy là thán phục, lấy làm ngỡ ngàng và ngạc nhiên về những điều phi thường, điều xảy ra một cách kỳ diệu, không có dễ mà có thể có được. Tức là những người có mặt chứng kiến chẳng qua chỉ để ý cái gì mà gây ngạc nhiên, gây ngỡ ngàng thôi, chứ còn những cái chi tiết mà tế nhị họ lại không mấy để ý. Hôm nay chúng ta có cơ hội để mà chú trọng, chẳng hạn như cái chi tiết là cái người mà vừa đến vườn học đó và được chú kéo ra khỏi đám đông gặp riêng, rồi được chú chạm vào đôi tai, rồi được quý bôi vào nước thân cận, rồi sau đó thì thank you.